Đây là videos giải bài toán 13 đồng xu mà videos trước mình đã nhắc tới, tìm đồng xu lỗi trong 13 đồng xu, chỉ bằng 3 lần cân với cân cân bằng. Đồng xu lỗi không biết nặng hơn hay nhẹ hơn. Sẽ có một phần thưởng trị giá 100k cho một câu hỏi ở cuối câu đố. Nhưng bây giờ tôi sẽ đưa câu đố này ở đây luôn. Câu đố là: với 4 lần cân bằng cân cân bằng, có thể cân tối đa bao nhiêu đồng xu, bao gồm một đồng lỗi trong đó, mà ta có thể xác định được đồng lỗi đó. Đồng lỗi không biết nặng hơn hay nhẹ hơn. Giải thưởng 100k dành cho bạn nào đưa ra lời giải đúng và nhanh nhất, và có cách chứng minh hợp lý nhé. Các bạn có thể để lại ở phần bình luận hoặc gửi lại email cho mình. Hãy thử sức rèn luyện tư duy là chính nhé. Còn giải thưởng chỉ là chủ yếu thôi. Nhưng trước khi giải bài toán này, chúng ta hãy xem cách tôi tìm ra đồng xu lỗi trong 13 đồng xu này với 3 lần cân bằng cân cân bằng. Các bạn có thể dựa vào đây để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ở đầu videos này nhé. Cùng đi tìm lời giải cho bài toán. Ta sẽ đánh thứ tự cho các đồng xu từ 1 đến 13. Và chia nhóm cho các đồng xu trên. Nhóm A bao gồm các đồng từ 1 đến 4. Nhóm B gồm các đồng từ 5 đến 8. Và nhóm C gồm các đồng từ 9 đến 13. Khác nhóm A và B vì có 5 đồng xu. Lượt cân đầu tiên chúng ta sẽ cân nhóm A với nhóm B. Lưu ý mình quy ước khi mình nói cân nhóm 1 với nhóm 2 thì nhóm 1 nằm ở cân bên trái và nhóm 2 nằm ở cân bên phải. Khi này sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là cân sẽ cân bằng. Hai là cân sẽ bị lệch hay không cân bằng. Bây giờ ta xét trường hợp cân cân bằng. Tức là đồng bị lỗi sẽ ở nhóm C. Tiến hành cân lần 2, ta lấy đồng 1 và 9 cân với đồng 10 và 11. Với đồng 1 chắc chắn là đồng thật. Tiếp tục sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là cân sẽ cân bằng, ta thấy được ngay ở đây 4 đồng 1, 9, 10 và 11 không bị lỗi. Như vậy đồng 12 hoặc 13 sẽ bị lỗi. Ta tiến hành cân lần 3, lấy đồng 1 cân với đồng 12. Nếu cân cân bằng thì đồng 13 là đồng lỗi. Còn nếu cân không cân bằng thì đồng 12 sẽ là đồng lỗi. Trường hợp 2, cân không cân bằng. Như vậy trong 3 đồng số 9, 10, 11 sẽ có 1 đồng lỗi. Lúc này ta hãy chú ý đến lần cân thứ 2 ở trên xem bên nào là bên nặng hơn hay bên nào là bên nhẹ hơn. Tiến hành lần cân thứ 3, ta cân đồng 1 và 2 với đồng 9 và 10. Khi đó nếu cân cân bằng thì đồng số 11 là đồng lỗi. Nếu cân bị lệch ta xem bên nào nặng và nhẹ hơn. Nếu bên có đồng 1 và 2 nặng hơn, ở lần cân 2 đồng xu nào, ở bên nhẹ hơn sẽ là đồng lỗi. Và ngược lại nếu bên đồng 1 và 2 nhẹ hơn, thì đồng xu nào ở lần cân 2 ở bên nặng hơn sẽ bị lỗi. Vậy là xong đối với trường hợp khi cân A và B cân bằng. Quay trở lại lần cân 2 và đến với trường hợp cân bị lệch. Như vậy đồng xu lỗi chắc chắn ở trong nhóm A hoặc nhóm B. Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến việc cân bên nào nặng hơn và bên nào nhẹ hơn. Nó sẽ rất quan trọng để chúng ta làm bước tiếp theo. Tiến hành cân lần 2 với một bên là đồng 1, 2, 6 và một bên là đồng 3, 5, 9. Tiếp tục có hai trường hợp xảy ra ở đây. Một là cân cân bằng. Điều này chứng tỏ 3 đồng còn lại là 4, 7 hoặc 8 có đồng lỗi. Khi đó ta chỉ cần cân lần 3 giữa đồng 7 với đồng 8. Nếu cân không lệch thì đồng 4 lỗi. Còn nếu cân bị lệch, ta chú ý lên lần cân ban đầu xem nhóm A hay nhóm B là nhóm nhẹ hơn. Nếu B nhẹ hơn thì đồng nhẹ hơn là đồng lỗi. Còn nếu B nặng hơn thì đồng nặng hơn là đồng lỗi. Trường hợp 2, cân bị lệch. Khi này có hai tình huống lệch của cân. Tình huống 1, cân lệch ngược lại so với lần đầu cân nhóm A và B. Khi đó chắc chắn đồng 3 hoặc đồng 6 lỗi. Tình huống 2, cân lệch như ban đầu khi cân nhóm A và B. Khi đó chắc chắn đồng 1 hoặc 2 hoặc 5 lỗi. Quay lại với tình huống đồng 3 hoặc 6 lỗi. Ta tiến hành cân lần 3 giữa đồng 1 với đồng 6. Nếu cân không lệch thì đồng 3 lỗi, còn nếu cân bị lệch thì đồng 6 lỗi. Rất đơn giản. Với tình huống đồng 1 hoặc 2 hoặc 5 lỗi, ta tiến hành cân lần 3 giữa đồng 1, 5 với đồng 9 và 10. Nếu cân cân bằng thì tất nhiên đồng 2 lỗi. Còn nếu cân bị lệch, trường hợp bên đồng 1 và 5 nặng hơn thì đồng nào ở phía nặng hơn sẽ bị lỗi. Và nếu bên đồng 1 và 5 nhẹ hơn thì đồng phía bên nào nhẹ hơn là lỗi.
Như vậy, với 3 lần cân ta đã giải quyết được vấn đề. Hy vọng các bạn hiểu và thích video này. Nếu có ý kiến xin hãy để lại trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.